Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm đang gia tăng mạnh tại Việt Nam. Theo Liên đoàn Đái tháo đường IDF năm 2017, bệnh đái tháo đường ở Việt Nam có tới 3,53 triệu người đang chung sống cùng nó. Vậy, đái tháo đường là gì? Cách phòng chống ra sao và chữa trị như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi clip sau đây của chúng tôi. Tiểu đường là gì? Bệnh tiểu đường, theo y học còn gọi là bệnh đái tháo đường, là một bệnh rối loạn chuyển hóa mãn tính rất phổ biến. Khi mắc bệnh tiểu đường, cơ thể bạn mất đi khả năng sử dụng hoặc sản xuất ra hormone insulin một cách thích hợp. Mắc bệnh tiểu đường có nghĩa là bạn có lượng đường trong máu quá cao. Do nhiều nguyên nhân, tình trạng này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho cơ thể, bao gồm cả mắt, thận, thần kinh và tim. Nguyên nhân gây ra tiểu đường. Trong cơ thể, tuyến tụy chịu trách nhiệm tiết ra hormone insulin, một loại chất giúp kiểm soát lượng đường glucose trong máu để tạo ra năng lượng hoạt động mỗi ngày. Vì vậy, khi cơ thể thiếu insulin hoặc insulin không chuyển hóa được đường, đường sẽ bị tồn đọng lại trong máu, đường huyết sẽ tăng cao. Các yếu tố bao gồm di truyền và lối sống không cân bằng, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, chất béo và hàm lượng bột đường cao, thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến tiểu đường loại 1. Nếu cha mẹ bị tiểu đường thì con của họ cũng sẽ dễ bị bệnh hơn, hoặc lối sống bao gồm chế độ ăn và tập luyện không điều độ cũng dễ gây ra tiểu đường. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đái tháo đường type 2 diễn ra ở người thừa cân cao hơn những người bình thường. Tiểu đường type 1 hiếm gặp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ, người trẻ chiếm dưới 10% số người mắc bệnh. Những người bị tiểu đường type 2 bị đề kháng với insulin, nghĩa là cơ thể vẫn có thể sản xuất insulin, nhưng nó không thể chuyển hóa được glucose. Khoảng 90% cho đến 95% người bị tiểu đường trên thế giới là type 2. Cách chữa trị ra sao? Các nhà khoa học vẫn đang không ngừng tiến hành nghiên cứu, mang lại hy vọng điều trị dứt điểm với bệnh tiểu đường với các liệu pháp mới như cấy ghép tuyến tụy, tế bào gốc, cấy ghép tế bào beta. Phương pháp cấy ghép toàn bộ tuyến tụy có thể được áp dụng trong điều trị tiểu đường type 1. Tuyến tụy được cấy ghép thành công sẽ giúp cơ thể khôi phục lại khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 1.300 ca ghép tụy thành công cho người bệnh tiểu đường type 1 và 83% trong số họ đã không phải sử dụng insulin sau một năm cấy ghép, coi như đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, nguồn tuyến tụy khan hiếm cùng với việc người bệnh phải dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời nên họ có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác. 2. Liệu pháp tế bào gốc. Các tế bào gốc sẽ cấy ghép vào cơ thể để phát triển thành các tế bào beta. Tế bào tuyến tụy có chức năng sản xuất insulin. Kết quả của các nghiên cứu bước đầu cho thấy, liệu pháp này có thể giúp cải thiện rõ rệt quá trình trao đổi glucose và tăng độ nhạy cảm của insulin. 3. Cấy ghép tế bào beta cùng tiểu đào tụy. Sự tổn thương và suy giảm chức năng của các tế bào beta được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường. Liệu pháp cấy ghép tế bào beta của tiểu đào tụy giúp cơ thể cảm nhận được mức đường trong máu và kích hoạt sản sinh lượng insulin phù hợp để điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, sau cấy ghép, người bệnh phải dùng nhiều loại thuốc để giữ cho tế bào ghép không bị thải loại, nên chỉ có 8% trong số người bệnh tiểu đào tụy có thể giữ được đường huyết ổn định. Phòng tránh như thế nào? Theo dõi cân nặng, tập thể dục thường xuyên giúp bạn kiểm soát cân nặng, đốt cháy calo và nâng cao sức khỏe. Nên uống một cốc nước trước khi ăn 30 phút và giảm khẩu phần ăn để tránh tăng cân không mong muốn. Uống đủ nước, đôi khi cơ thể không phân biệt được cảm giác đói và khát nước. Do đó, bổ sung nước trong cơ thể quan trọng hơn là ăn một số thức ăn dạng lỏng. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn sẽ không còn thèm ăn thực phẩm chứa nhiều đường. Ăn nhiều rau xanh. Khi bắt đầu bữa ăn, nên ưu tiên các loại rau xanh trước, sau đó mới ăn các loại thực phẩm khác. Cách đó giúp bạn no nhanh hơn. Không xem TV khi ăn. Không nên xem TV khi bạn đang ăn, vì thói quen đó khiến bạn ăn nhiều hơn. Hạn chế các loại bánh kẹo tráng miệng, giúp bạn duy trì lượng đường huyết và giảm lượng calo tiêu thụ. Kiểm soát stress. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra bệnh tiểu đường. Vì vậy, hãy học cách kiểm soát stress, ngồi thiền và các bài tập thở sẽ giúp bạn thư giãn hơn. Ngủ đủ. Đảm bảo bạn ngủ đủ giấc mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy, những người thiếu ngủ có khả năng mắc bệnh tiểu đường cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì câu trả lời cho trăn trở bệnh đái tháo đường có chữa được hay không chính là nằm ở cách bạn thực hiện điều trị bằng phương pháp Tây y, Đông y kết hợp với cách sống lành mạnh. Hy vọng clip ngày hôm nay của chúng tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.